Sự kiện thu hút 81 gian hàng với hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ các địa phương trong và ngoài huyện. Các gian hàng trưng bày nhiều loại nông sản đặc trưng của huyện Châu Đức như tiêu, cà cao, cà phê, sầu riêng, bơ, ổi, chuối, măng cục, dưa lưới, bưởi, đu đủ, mật ong, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, trong đó, ấn tượng nhất là 48 gian hàng giới thiệu các sản phẩm ô cốt, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, phản ánh tiềm năng, lợi thế, sức sản xuất của từng địa phương đến người tiêu dùng.